chăm lo sức khỏe, đời sống, tinh thần của nhân dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Những năm qua, cùng với các địa phương, các cấp ủy, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng Thanh Hóa cũng đã có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực và hiệu quả. Điển hình là mô hình quân dân y kết hợp giữa trạm y tế xã Hiền Kiệt và đồn biên phòng Hiền Kiệt, Quan Hóa. Đây cũng là một chương trình thiết thực nhằm chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và lực lượng vũ trang ở những vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới của tỉnh Thanh Hóa như các huyện Quan Hóa, Mường Lát, v.v. Từ khi có cán bộ y tế, quân y về tận thôn, bản khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, hướng dẫn cách ăn uống, sinh hoạt vệ sinh, nhận thức của bà con thay đổi hẳn. Với phương châm 3 bám, 4 cùng, 5 có, các chiến sĩ quân y vừa khám, chữa bệnh, vừa khéo léo tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Hàng năm, đơn vị phối hợp với y tế xã xuống các địa bàn trọng điểm khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào, hướng dẫn bà con cách phòng bệnh, ăn ở hợp vệ sinh. Tính đến nay, đã tổ chức phun thuốc được 7 bản ở cách xa trung tâm xã, tổ chức khám, chữa bệnh cho hàng trăm lượt người, cấp thuốc miễn phí với số tiền hàng chục triệu đồng. Mô hình quân dân y kết hợp đã phát huy hiệu quả, tình quân dân ngày càng gắn bó mật thiết, trình độ dân trí của đồng bào dân tộc nơi đây nhờ đó cũng ngày một nâng lên. Bằng lương tâm của người thầy thuốc, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, mô hình quân dân y kết hợp của đồn biên phòng Hiền Kiệt đã đem đến niềm tin và sự bình yên cho cuộc sống của người dân ở bản làng xa xôi.